Trời ơi, ơi, hàng 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 cả nhà ơi, hàng hàng rồi cả nhà ơi. Trời ơi, không để ý ha, quốc lúc cần cả nhà. Trời ơi. Hàng rồi cả nhà ơi. Hello, em xin chào cả nhà nha. Hôm nay em được lạnh một chút thời gian nên em đi câu một mình em đi câu. Hiện tại em mới tới bè đây cả nhà. Này, em đang ở bè cầu Long Sơn nha. Đây thùng đồ nghề của em đây cả nhà ơi. Bữa nay em sẽ đánh vừa bè hào và vừa bè cá. Nước bên đây là nước hơi đục đục. Em sẽ đánh mồi hào. Đánh mồi hào, tiếp tục mồi hào. Em thả bột theo. Và có cả trùng bẹ đó nha cả nhà. Em đem ba thứ mồi đi, con trùng bẹ, hà su và bột và hào. Giờ em mới tới bè đây, giờ em sẽ ra cần. Này em sẽ đánh một cần ikeda, hai cần ngâm. Em sẽ dùng trùng bẹ để câu nha cả nhà. Rồi em ra cần nha. Đây em sẽ lấy cần ikeda, ra cần ikeda trước nha cả nhà. Giờ cả đang ăn mà. Cần đi cái này là đánh không chì nha. Mình về hào mình đánh hào đánh không chì, đi đâu đánh hào. Còn là hai cần năm kia mình sẽ đánh này mình sẽ đánh trùng bẹ. Này mình sẽ ra đánh trùng bẹ. Dây này dây 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 be dây nhỏ mình sẽ rắc mang đi vào. Cắt chi vào. Đâu
để dây khi carbon. Đắp màn đi rồi nha cả nhà. Chỉ 30g xỏ vô. Cho cái hạt tường. Cho hạt tường vào nha cả nhà, cho nó đắp cục chì lại. Hạt tường lên. Xong mình đấu cái thẹo. Đâu chả biết đâu à. Rồi này rồi. Nới chim số 2. Câu trùng. Xỏ vô lỗ nha cả nhà. Rồi, xỏ vô lỗ. Xỏ lỗ cắt vậy nha cả nhà. Đó, đây câu trùng mình xỏ lỗ ấy vậy. Mình luôn con trùng qua nha cả nhà. Rồi mình cắt dưới một tí. Cắt dưới một tí. Cắt dưới một tí và để mình gài, để gài con trùng vô nha. Rồi mình móc trùng nha cả nhà. Đây con trùng đây. Con trùng này mình sẽ móc. Ô nó bắn rồi cả nhà. Cái này là cái tơ phản vệ của nó nha. Con này là cái tơ phản vệ của nó bắn ra giống như cái tơ mình tơ nhện người nhện á. Con trùng này là nó sống ở trong trong đùng trong đầm nha cả nhà. Nó sống nước lợ ở trong mấy đùng đầm á. Mình này là mình tự đi bắt nha. Ban đêm mà nó ra là mình đi bắt nó. Làm tơ vậy nè. Tập tính nó là sống ở trong đùng trong đầm. Sống ở sình dưới sình đó rồi. Rồi buổi tối nó ra mình bắt. Đây là cái đầu đen đó nha cả nhà. Rồi mình móc cái đầu đen nó vô. Móc cái đầu đen nó vô. Rồi lùi qua sợi dây luôn. Lưới mình để lòi ra một tí rồi. Đó lưới mình để lòi ra một tí rồi. Lưới qua sợi dây vậy. Đó xong mình để nguyên con mình thả xuống nha cả nhà. Rồi cái này em thả canh thả canh này trước nha, để nguyên con thả luôn. Rồi ra cần đỏ luôn nha. Thứ hai nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ thả cái thứ hai. Rồi mình thả cá thứ hai. Rồi chờ đợi cá cá mình ra bắt nha. Rồi bắt đầu mình sẽ đánh cầm Ikeda. Cầm Ikeda bằng 12 nha cả nhà. Điểm này khá ok đấy, gần gần với hai cành nhông của mình luôn. Mình sẽ đánh hào, ngay về hào luôn.
con như vậy nhá. Đây bóc nửa con như vậy. Rồi móc vô cái, móc vô cái sữa đó nha cả nhà. Móc vô cái sữa nè. Đó. Cầm ném xuống nha cả nhà. Xả dây ra. Đó, cho dây chạy xuống. Chạm đáy thì thôi nha cả nhà. Chạm đáy thì thôi nha, nó có tín hiệu ăn nhấp 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 rồi. Là mình nó nhịp nhịp gặp con hào là mình hút con hào là mình bóng lên nha. Có ngoan cả nhà ơi. Ủa cái gì á? Ủa cái gì á? Cái gì cái gì này? Ủa cái gì á? Cái gì kinh cả nhà ơi? Trời ơi. Một cái gì kinh này cả nhà. To chưa? Chích cái đầu lắm nha cả nhà. Con này là chích đau lắm nha. Con này chích hơi bị đau. Rồi mình bị chích rồi, mình bị chích rồi nha cả nhà. Mình bị chích rồi nè. Cầm ngoài ngoài nó chích cho cả nhà. Chích tê 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 tay luôn à. Tê xương tay luôn cả nhà. Cá biển chích rất là nhức nha. Cá biển chích này nhức lắm á. Con cá ngát nó chích là đau nhất. Cái ngát chích chích này nhiều khi nổi hạch này, sưng hạch này, có khi người sốt một tuần hai tuần luôn á. Mình đổi chỗ kia không có, mình đổi vị trí khác nha cả nhà ơi. Đổi vị trí khác đâu. Rồi mình móc bột câu nha cả nhà. Hào không ăn mình móc bột câu nha. Hào không ăn là mình móc bột câu. Ăn rồi cả nhà ơi. Trời ơi, không để ý ha. Mút lúc cần cả nhà. Trời ơi. Ăn rồi cả nhà ơi. Trời ơi. Trời ơi. Cắn cả nhà ơi. Căng lắm. Căng lắm cả nhà ơi. Để cho nó mệt đó nha cả nhà. Cho nó mệt đó nha. Nó mệt rồi, nó mệt rồi. Trời ơi. Con cá gì to. Trời ơi. Đi bông cả nhà. Trời ơi. Ô, cái đầu á. Ừ. Ô, cái gì. Ôi, cái gì kìa. Con này cả ký nha cả nhà ơi. Ừ. Cả ký luôn. Nó nút luôn rồi. Nó nút rồi, mình cắt dây thôi. Nó nốt luôn rồi. Trời ơi. Còn không chắc là nốt. Trời ơi. To quá to.
Rồi, vô vào thành công nha cả nhà ơi. Để tao mình di chuyển hai cái cần câu ngâm ra phía sau này tấn tung luôn nha, để cho dễ kiểm soát. Mà nãy giờ mình ngâm không thấy cá chép đâu. Chuyển hai cần ra đây luôn. Mình đặt hai cần ở đây luôn nha cả nhà. Hấp mồi vô. Mình đặt hai cần đây luôn. Hai cần này mình ngâm chung bẹ, mới là chung bẹ nha cả nhà. Rồi, tiếp tục mình qua cần ít ra. Rồi, mình ngồi chờ đợi ba cái cần có tín hiệu là mình bắt nha cả nhà. Để ngồi chờ thôi. Rồi, có tín hiệu kìa. Có tín hiệu. Có tín hiệu cả nhà. Mới rung rung xong. Đó. Trời ơi. Quá khét mồi cả nhà. Quá khét mồi luôn. Khá thì cả nhà ơi. Có tín hiệu. Nhấp không ạ. Đúng lên cả nhà. Là con cá rìa. Nhún cái này cá rìa cả nhà. Ép mồi rồi. Ô, nhún kìa. Xuống nhún liền kìa nha. Nhún kìa. Nhún. Cái gì kìa nha. Cái gì. Cứ từ từ cho mình tính nha cả nhà. Ô, đi chạy kìa không. Rồi cái gì chạy đã cái cả nhà. Lên chưa.
cái gì cái gì tiếp cả nhà ơi, ngồi xuống luôn, tiếp tục cái gì đã quá cả nhà luôn. Không có cái chắc, không có cái gì à. Trước kia không có, mình đổi vị trí nha cả nhà, đổi điểm khác. Ở vị trí khác mới may mắn coi. Có tín hiệu cả nhà ơi. Hiệu can kìa. Khá đang lìa cả nhà. Chạy. Trời ơi. Rồi đây, thành quả của em ngày hôm nay đây cả nhà ơi. Bao cá rìa, hai rìa bông, một con rìa kình. Con rìa kình nó chết em rồi, chết em giờ tay vẫn bình thường nha, bây giờ nó sưng phù lên, giờ nhức giờ bình thường rồi. Có nhiều người chết xong là phải về sốt bệnh luôn, nhưng mà em thì cảm thấy là bình thường lại rồi. Vết chích cho nó, chích cho cái quá trời đau nhức luôn. Ôi, được có ba cái cháp cả nhà, do nước bữa nay trong quá. Đa số là cá rìa ăn nhiều, còn cá cháp thì thả đúng lỗ nó mới ăn thôi. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem video của em nha. Cả nhà ủng hộ em một lượt like, một đăng ký, tạo động lực cho em ra nhiều hơn video hơn nha. Cảm ơn cả nhà nhiều. Bye bye.